cũng không cắt các phần trên. Đẹp vãi gì. Kiểu set avatar đi. Kiểu miệng rộng kiểu hoa hậu. Chị Duyên lại mày. À đây kiểu mồm phá mưa. Đấy. Các bạn nhìn rõ chưa? Em trai ngay là cái lồn này. Cái mặt lồn khánh. Đâu hôm nay con bé ta ra sư nấu trước nó bảo ta là giống mai ngô. Lọ. Máy có em cài bác, thì có biểu lên. Không, chết. Đấy. Đây là nỗi ám ảnh của lớp tôi các bạn ạ. Cô ấy luôn xuất hiện một cái bất ngờ với những nick face thật là đéo thể tưởng tượng nổi. Và đây là thái độ khi tôi nhìn thấy cái box inbox của cô ấy nhắn vào Messenger của tôi. Mặt tôi sẽ à đừng. Và sau khi nghe câu hỏi của bạn ấy, mắt tôi sẽ thế này. Đấy, đây là một nick face ảo của bạn ấy nhằm để lôi kéo chúng tôi trả lời. Nhưng xin lỗi, đây là thằng vay vàng hoay các bạn. Và hình như là ông gì luôn trả lời. Và đây là kế hoạch của chúng tôi đi hồ Đại Lải và đéo bao giờ thực hiện được. Đây là tôi khinh mặt, tôi rất khinh lớp tôi. Chúng nó quá là ư là sắm le, đặc biệt là con Hà Trang. Nó luôn luôn đưa ra những cái sách kết cực kỳ kiểu cả đời nó sẽ chỉ nghĩ ra được cái đấy. Nó nghĩ là rất ư là tuyệt vời. Cuối cùng thì đéo bao giờ thực hiện được với lớp tôi rất lầy. Nó đáng bị ăn một cục cứt. Vâng. Và đây là thông điệp của Khánh gửi cho lớp tôi. Lớp hãm lòn. Đấy. Cả thiếu muối nữa chứ tôi. Thì phải đặc biệt là cái con ấp cái này nó đéo bao giờ có muối. Con lây vàng hoay các bạn nhớ nhé. Mày đang live stream à? Không, tôi chỉ quay clip thôi. Địt mẹ em, đen gì gì. Anh đừng tạo ấp cái gì này. À, đây là cuộc trò chuyện thần thánh của tôi và Linh Khánh Trần để bóc mẽ và bóc phốt cho thằng lây vàng hoay dính phốt. Bạn Linh Khánh Trần, chúng nó rất đẹp đôi bạn ạ. Các bạn ạ, đẹp vãi cái Linh. Trăm ảnh tròn ạ. Mai lớp mình làm kỷ niệm 100 ảnh để bóc ra đi. Tao ập cái gì đây sao hình như tao có thể quá rảnh đỡ đi mà. Chẳng lẽ tôi lại sàm len như thế ư? Chị ập cảnh nói chuyện của Linh Khánh Trần. Đây, bây giờ là fan cuồng của Linh Khánh Trần. Đấy, và bạn Linh Khánh Trần đã nhắn tin cho nhân vật ở trong hình ở đây là chính là bạn Ngọc Anh các bạn ạ. Anh Nguyễn, tức là Nguyễn Thị Ngọc Anh. Song song với đó là Bóc Xin đang nói xấu bạn ấy. Chúng tôi, đây là Hà Trang. Nó đang bảo là block đi, làm tiếp. Hai, lâu không gặp nè. Bê, đi mẹ. Nó tồi tàn đến mức các bạn ạ. Nó không để cho cái dòng hai chào ở một dòng và hỏi đề một dòng mà nó hỏi luôn các bạn ạ. Thật cực kỳ rất sốc ở đây là ai? Chính là bạn Ngọc Khánh là nạn nhân. Còn anh Mitu, chắc chắn không thể hỏi được. Còn anh Mitu là hôm đấy hỏi bài. Nó khôn đến mức mà cô phát đề xong nó chụp ảnh luôn và gọi điện ra ngoài để các bạn giúp đỡ. Và cuối cùng nó qua được cực kỳ. Thật không thể tin nổi. Còn đây là chị Tinh Vũ. Gió phớt. Phải như phòng tinh. Kinh luôn. À đây, à người yêu cũ của con trâu. Địt mẹ hàm răng giống ở trong cái đéo gì. Mấy bao thuốc lá ở kinh nghĩa lìn. Đây là mặt con le. Các bạn có thấy nó giống công chúa Thủy Tế không? Nhìn không những gì giống khuôn mặt còn tính cách giống các bạn. À đừng, ai đây? Thật là thân thiện. Cổ ai đấy? Mẹ! Thịt hun khói á. Tao đấy các bạn ạ. Là chính là cái con mặt lờ trong tap pin nó đã chụp lúc mà tôi đang chăm chú nghe giảng. Và từ đấy tôi đi tôi không bao giờ nghe giảng nữa vì sợ nó chụp. Và đấy là lý do tại sao tôi không bao giờ được A. À đủ lại mặt tôi các bạn ạ. Đi mẹ con nào ấp. Con đi Ngọc Khánh. Đấy, bạn thấy tôi đáng yêu không? Làn da của tôi làm nổi bật các làn da khác. Không phải vì chúng nó quá trắng mà tôi quá đen. Đấy các bạn thấy hàm răng của tôi nào. Tôi không hề nẹp các bạn nhé. Và đây, so sánh với những hàm răng của những kẻ này thì kẻ răng môi dày vãi lì. Con này thì mặt to như bánh đa. Con này thì rộng tợ vãi lì. Đây, em này thì được. Đây là con hoài béo mặt mụn. Kiểu cả đời nó phải thu được 1 tấn mụn đến cuối đời.
đủ để